Chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Lê HG 85, các bạn thân mến. Cây cỏ nhỏ nòi hay còn có tên gọi khác là cây cỏ mật, hạng liên thảo, kim lăng thảo. Đây là một loại cây mọc dại rất nhiều nơi và là một loại thảo dược mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, bổ gan thận, tiêu hóa, điều trị các bệnh nhiễm trùng và nhiều công dụng khác. Cây cỏ nhỏ nòi, cây cỏ mật là một loại thảo dược mọc dại, có thân mọc thẳng đứng và có chiều cao khoảng từ 0,2 đến 0,4 mét. Thân cây có màu nâu hoặc lục nhạt, lá mọc đối nhau và có hoa màu trắng. Quả của cây có hình dẹt và đặc biệt khi vò nát cây sẽ tạo ra một màu đen giống như mật. Và chính điều này đã tạo nên tên gọi là cây cỏ mật cho dược liệu này. Thông thường, người ta sẽ dùng các bộ phận được mọc trên mặt đất của cây cỏ nhỏ nòi để làm thuốc. Nếu thuốc được dùng làm từ cây khô thì sẽ dùng loại cây trước khi ra hoa, sau đó cắt hết các bộ phận trên mặt đất và phơi khô. Còn đối với loại cây tươi thì rửa sạch, để ráo, cắt khoảng từ 3 đến 5cm và để khô. Trong đông y, cây cỏ nhỏ nòi có vị ngọt, chua, tính mát, quy vào các kinh can và thận, có tác dụng tư âm, bổ thận, lương huyết, chỉ huyết. Có công dụng điều trị các chứng bệnh như thổ huyết, chảy máu cam, tiểu ra máu, đại tiện ra máu, băng huyết, viêm gan mãn tính. Và theo các nghiên cứu hiện đại, cây cỏ nhỏ nòi hàm chứa các chất dầu bay hơi, chất làm mềm da, vitamin A, chất tannin. Đặc biệt, chất tannin có trong cỏ nhỏ nòi có tác dụng cầm máu rất tốt. Cây cỏ nhỏ nòi có tác dụng diệt một số tụ cầu khuẩn, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn viêm ruột và có tác dụng nhất định đối với amip, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ức chế ung thư, cải thiện quá trình tuần hoàn máu ngoài da. Chính vì vậy, da dẻ trở nên mịn màng, râu tóc đen mượt. Sau đây là một số công dụng, tác dụng và các bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ nhỏ nòi hay còn gọi là cây cỏ mật. Có tác dụng tốt cho sức khỏe của gan. Một tác dụng của cây cỏ mật không thể bỏ qua chính là cực kỳ có lợi cho sức khỏe của gan do hàm lượng flavonoid cùng với các hoạt chất sinh học khác. Cụ thể là resveratrol sẽ giúp điều trị một số bệnh phổ biến như viêm gan vàng da và tăng cường chức năng của gan, loại bỏ tác hại từ các chất độc của thực phẩm như rượu, bia, đồng thời tái tạo lại tế bào gan. Có tác dụng giúp giảm đau. Cây cỏ mật tươi còn được dùng để trị các vấn đề về răng miệng, chẳng hạn là đau răng, trị viêm nha chu. Thêm vào đó, tác dụng làm giảm đau từ cây cỏ mật, cỏ nhỏ nòi là nhờ vào dịch chiết ethanol và hợp chất oncolot. Chính vì vậy, ta có thể yên tâm thay thế các loại thuốc giảm đau dành cho người gặp bệnh lý về dạ dày, tá tràng, suy gan hay suy thận. Cây cỏ mật có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp. Nhờ vào các thành phần có khả năng làm tan đờm, kháng viêm, chính vì vậy tác dụng của cây cỏ nhỏ nòi, cỏ mật chính là điều trị các cơn ho khan, ho có đờm, bệnh cúm hoặc nặng hơn nữa là nhiễm trùng đường hô hấp. Mặt khác, ta nên lưu ý rằng chỉ nên dùng liệu pháp này khi bệnh còn nhẹ và nếu cảm thấy cơ thể có một số vấn đề như khó thở, suy hô hấp thì cần ngay lập tức đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Có tác dụng chống nhiễm trùng bàng quang. Các tình trạng bệnh nhiễm trùng bàng quang dễ dẫn đến việc suy thận, đặc biệt người lớn tuổi sẽ có nguy cơ bệnh cao hơn. Chính vì vậy, khi gặp vấn đề này, ta có thể dùng cây cỏ mật, bởi chúng sẽ giúp ngăn ngừa tốt các biến chứng nhiễm khuẩn huyết do viêm đường tiết niệu hay do viêm bàng quang gây nên. Có tác dụng giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một trong những tác dụng của cây cỏ mật, cỏ nhỏ nòi phổ biến chính là giúp ổn định huyết áp và làm giảm các chỉ số cholesterol xấu của cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại thực vật này có khả năng làm giảm huyết áp nhờ vào tính chất lợi tiểu. Đồng thời, dịch chiết ethanol có trong cây cỏ mật cũng giúp giảm cân và tăng khối lượng gan. Có tác dụng phòng chống ung thư hiệu quả. Trong một nghiên cứu gần đây vào năm 2011 tại Ấn Độ đã chứng minh được rằng cây cỏ mật có khả năng tiêu diệt và phòng ngừa sự sinh sản của các tế bào ung thư.
Bên cạnh đó, các hoạt chất trong cây cỏ mực, cỏ nhỏ nòi cũng góp phần làm mất kết nối của phân đoạn DNA và loại bỏ được các tế bào ung thư, cùng với việc làm giảm thiểu các ảnh hưởng của chúng lên các tế bào khác. Sau đây là các bài thuốc và cách sử dụng cây cỏ mực trong điều trị bệnh. Có tác dụng điều trị thiếu máu. Đối với trường hợp này, ta cần chuẩn bị 100g cây cỏ nhỏ nòi kết hợp với 100g cỏ mằng trầu, 50g gừng khô, sau đó tất cả dược liệu đem đi rang sơ qua trên chảo. Tiếp theo, đổ thêm khoảng 3 chén nước dừa tươi rồi sắc uống và nên uống 2 lần mỗi ngày. Có tác dụng điều trị bệnh mề đay. Ta cần chuẩn bị một nắm lá cây cỏ mực, rau diếp cá, lá khế, dưa chuột, lá huyết dụ và lá nhài. Những dược liệu này đem rửa sạch, sau đó giã lấy nước uống hoặc đắp phần bã lá trực tiếp lên vùng da bị nổi mề đay, sẽ có tác dụng điều trị mề đay rất tốt. Có tác dụng điều trị sỏi thận. Để điều trị bệnh sỏi thận, ta dùng 25g cây cỏ mực kết hợp với 15g sa tiền thảo. Hai dược liệu này đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, uống mỗi ngày một thang và uống liên tiếp trong 20 ngày để bệnh tình được thuyên giảm. Có tác dụng điều trị bệnh chỉ. Ta cần chuẩn bị một nắm cỏ mực đem rửa thật sạch rồi giã nhuyễn, sau đó hòa cùng một chén rượu nóng và chắc lấy nước trong để uống. Ngoài ra, ta cũng có thể kết hợp đắp phần bã lên hậu môn để mang lại hiệu quả chữa bệnh nhanh hơn và tốt hơn. Có tác dụng điều trị chảy máu dạ dày, hành tá tràng. Ta cần chuẩn bị 50g cây cỏ mực kết hợp với 25g bạch cập, 4 quả đại táo và 15g cam thảo. Những dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và uống mỗi ngày 2 lần. Có tác dụng điều trị chảy máu cam. Ta cần chuẩn bị 20g cây cỏ mực kết hợp với 20g hoa hòe đã được sao đen, 16g cam thảo đất. Những dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và mỗi ngày dùng một thang. Có tác dụng điều trị rong kinh. Ta cần chuẩn bị 12g cỏ nhỏ nòi kết hợp với 15g sinh địa, 10g thanh hao, 10g bạc thược. Những dược liệu trên sắc cùng với 10g đan sâm. Và người bệnh chỉ cần sử dụng mỗi ngày một thang với lượng vừa đủ, giúp cải thiện hiệu quả và giữ được an toàn cho cơ thể. Có tác dụng giảm cân. Đối với trường hợp này, ta chỉ cần sử dụng 15g cỏ nhỏ nòi, hãm với nước sôi, uống thay nước trà, dùng cho những người béo phì và muốn giảm cân rất tốt. Có tác dụng điều trị viêm dạ dày. Ta cần chuẩn bị 12g cỏ mực kết hợp với táo tàu 10 quả. Hai dược liệu này đem sắc uống mỗi ngày một thang và chia thành 2 lần uống, uống vào buổi sáng và buổi tối, dùng cho người bị loét dạ dày, tá tràng, xuất huyết. Có tác dụng điều trị hạ sốt. Ta sử dụng 20g cỏ nhỏ nòi kết hợp với 20g củ sắn dây, 20g xài đất, 16g cam thảo đất, 16g cây cối xay và 12g ké đầu ngựa. Những dược liệu trên đem rửa sạch và sắc lấy thuốc để uống và mỗi ngày dùng một thang. Có tác dụng điều trị viêm họng. Ta cần chuẩn bị 20g cỏ nhỏ nòi kết hợp với 20g bồ công anh, 16g kim ngân hoa, 16g cam thảo đất cùng với 12g củ rễ quạt. Những dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và sử dụng mỗi ngày một thang. Người bệnh cần thực hiện liên tiếp từ 3 đến 5 ngày để bệnh tình được thuyên giảm. Có tác dụng điều trị viêm tiền liệt tuyến. Ta cần chuẩn bị 15g cỏ nhỏ nòi kết hợp với trứng bọ ngựa cây dâu 15g, cau kỷ tử 15g, thục địa 15g, tỏa dương 10g, nữ trinh tử 12g, ích chí nhân 10g, thỏ ti tử 12g, đảng sâm 15g, hoàng kỳ 15g, thổ phục linh 24g, đường quy 6g, vương bất lưu hành 10g. Những dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và mỗi ngày dùng một thang. Có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và thể trạng suy yếu. Đối với trường hợp này, ta cần sử dụng 10g cỏ nhỏ nòi kết hợp với 30g lư căng tươi, 10g mạch môn đông, 10g ngọn trúc, 10g nam na sâm, 10g nữ chinh tử và kết hợp với 5 quả ô mai. Tất cả những dược liệu trên sắc lấy nước thuốc để uống và dùng mỗi ngày một thang. Các bạn thân mến, mặc dù cây cỏ mực, cỏ nhỏ nòi được coi là một loại thảo dược tự nhiên không gây hại, thế nhưng việc sử dụng vẫn cần được thận trọng và lưu ý một số vấn đề như sau.
nếu dùng liều lượng quá nhiều sẽ gây kích ứng dạ dày hoặc nôn mửa và có thể xảy ra tác dụng phụ như ngứa và khô vùng sinh dục khi sử dụng. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không được khuyến khích sử dụng cây cỏ mực, cỏ nho nòi. Người có tỳ vị hư hàn, đầy bụng, đi ngoài phân lỏng hoặc viêm đại tràng mãn tính không nên dùng cây cỏ mực, cỏ nho nòi. Nên chỉ dùng trong các trường hợp bị bệnh nhẹ mới mắc bệnh và trong trường hợp tình trạng bệnh nặng hơn cần đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Người bệnh muốn sử dụng loại dược liệu này để điều trị bệnh cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc chuyên môn. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng, tác dụng và các bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ mực, cỏ nho nòi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.